Hello hello mọi người, hôm nay hãy cùng mình học 3 kiểu kẻ mắt cơ bản cho người mới bắt đầu nhé. Uốn mi trước tiên để kẻ mắt dễ dàng hơn. Với những cô nàng vừa mới bắt đầu thì bút kẻ mắt nước sẽ là sự lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất, với đặc tính là sẽ kẻ đường nét mảnh và dễ điều chỉnh được độ dày mỏng. Bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé.